Anh em đang test đôi loa JBL. Thì thưa toàn thể các bạn thân mến, trong clip này em Luân xin được trân trọng giới thiệu quay nội thất những quả loa súp đơn hàng bãi xịn do công ty HK sản xuất. Và kính thưa các bạn thân mến, HK là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Sản phẩm HK có full model, ví dụ như là bass 25, bass 30, bass 40, đặc biệt là súp đơn, súp kép các bác nhé. Và hôm nay em xin được review về sản phẩm, đó là những quả loa súp đơn hàng bãi xịn, những quả loa súp đơn bass 50 và có hai model để review tới tất cả các bác cùng toàn thể quý anh chị em. Đây là một model cao cấp và đây là một model cũng là cao cấp các bác nhé. Nhưng hai dòng bass nó lắp trong những quả loa súp này là khác nhau. Thưa các bác là như vậy ạ. Và với cái giá tiền của nó cũng là khác nhau các bác nhé. Em có cả loa full 25 HK. HK Audio Pro. Các bác nhìn độ đẹp, độ chất các bác nhé. Đấy, đây là full 25 các bác nhé. Made in Jack Mangley thưa này các bác. Những đôi 25 này thì hiện tại em Luân đang chào bán giá là 9 triệu đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng các bác nhé. Quá đẹp chưa? 9 triệu đồng HK. Đây ạ. Mã của nó là Pro 10X các bác nhé. Ok chưa? 9 triệu đồng đôi bát 25. Solo mã vạch ở Made in Jack Mangley. Ok chưa? Em có dòng loa 30 các bác nhé. Đây ạ. Bát 30 HK các bác nhé. Giá 11 triệu đồng một đôi. Ok chưa? Và em có loa bass 40 các bác nhé. Giá là 17 triệu đồng một đôi các bác nhé. HK bass 40. Và với cái giá em vừa chia sẻ thì em bao là loa zin xịn cho toàn thể các bác. Và rất là đẹp các bác nhé. Này bass 40 giá 17 triệu. Bass 30 giá 11 triệu. Bass 25 giá 9 triệu các bác nhé. Và quay lại việc chính, đó là em quay nội thất. Ở đây ạ, nội thất thì nó quá đẹp rồi các bác nhá. Pro 18S các bác nhá. Ok chưa các bác? Các bác của anh em ngắm nhìn súp hơi đơn HK. Đấy, các bác xem ạ. Thùng rất là đẹp. Thì bây giờ em xin được quay cụ thể, giới thiệu tổng quan, báo giá chi tiết tới các bác của anh em. Đây ạ, quả thứ nhất các bác nhá. Sở hữu đó là bát 50 từ 19 coi 8.0 xương nhôm đúc. Các bác cùng xem nhá. Với những dòng loa xịn thì các bác nhìn ạ, thép của nó rất đẹp luôn thưa các bác. Cực kỳ đẹp, không có điểm chê. Đấy. Xương nhôm đúc. Và dòng này cũng rất là tương tự với những quả bát của JBL và của EV Electrovoy thưa các bác. Gân vải tẩm dầu, mang giấy các bác nhá. Rất là sâu, quả này đánh tiếng bát cực kỳ là hay, tròn gọn và chuẩn tiếng các bác nhá. Giá 9 triệu đồng trên một quả các bác nhá. Em bao cho các bác của anh em là giá tốt và sản phẩm đẹp zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, giá tốt là cái nhất, thứ hai là đẹp zin nguyên bản. Đấy. Ok chưa? 9 triệu đồng quả súp HK. Và thưa toàn thể có thân mến, tại sao súp HK thì em lại giới thiệu là bát sâu? Thì các bác cùng tham khảo với em Luân nhé. Đây ạ. Ok. Và hơi khó nhìn một chút. Đây, các bác nhìn đấy ạ. Đấy. Nó có đúng không ạ? Ba con tụ rất là lớn. Một biến tần rất là lớn. Vì vậy là tiếng bát của nó xuống rất là sâu thôi các bác. Các bác nhá. Còn thùng của HK này không có một điểm chê các bác. Thùng chuẩn như JBL luôn. Số 1 luôn. Rất hợp lý các bác nhé. Chỉ với giá 9 triệu đồng thôi, quá là hợp lý. Các bác có thể sử dụng quả súp 9 triệu này cho những phòng tầm khoảng độ từ 40m2 quay đầu các bác nhé. 35m2 hoặc là 4m2. Ok chưa? Còn tiếp theo các bác nhé. Đấy, em có một model cao cấp hơn thì nó sử dụng bát Phyto thưa các bác.
bát từ 220 coin 100 và các bác nhìn thép 7 màu bóng liếng các bạn. Dòng xương cá này, nói đến bát phai tàu thì thôi cũng chỉ có một từ là đẹp và chấm hết thôi đúng không các bác, cứ bao zin xịn cho các bác là ok. Ui dồi, nặng quá, phai tàu ở đây ạ. Đấy, gân vải tẩm dầu, mang giấy gân sóng chống nước các bác nhá, offer lồi đây ạ. Cho nhìn bát phai tàu khoái ngay đúng không ạ, khoái luôn và sướng luôn ạ. Đấy các bác nhìn này, bát phai tàu thì nó quá là chất rồi, nó không có điểm trừ thôi các bác. Các bác nhìn từ những cái dâu nó ra to chắc chắn các bác nhá. Thì 13 triệu các bác nhá, 13 triệu 500 ngàn đồng quả bát phai tàu này, ok chưa. Đây, thùng của nó cũng là hoành tráng luôn các bác nhá. Đây ạ, đây các bác nhìn này, đấy, nó có phân tần các bác nhá, ok chưa. Có nghĩa là nó để cho tiếng bát xuống cực kỳ là sâu ấy các bác nhá, cực kỳ là sâu, ok chưa. Đấy, đây ạ. Nó có một dòng các bác nhá, đây ạ, dòng tụ lưỡi các bác này, tụ màu xanh này, giống nhau các bác nhá, nói chung là tiền bán bằng nhau, ok chưa. Đấy, đây nè, ok chưa các bác. Đấy, các bác của anh em nhìn nhá, hơi tối đúng không ạ, không sao. Đó, các bác cùng anh em vừa được xem này, tham khảo này, những quả loa súp hơi đơn hàng bãi xịn do công ty HK Audio sản xuất, sản phẩm hàng xịn các bác nhá, thương hiệu công nghệ dây chuyền của Đức thưa toàn thể các bác. Đó, em giới thiệu những sản phẩm gì em sẽ chịu trách nhiệm về những lời em giới thiệu các bác nhá. 13 triệu 500 ngàn đồng một quả súp bát phai tổ bát 50. Đấy, 9 triệu đồng một quả các bác nhá, bát từ 19 coi 8.0, tình trạng đều bao zin các bác nhá, zin nguyên bản và đẹp tuyệt đối. Đó, ok chưa. Và thưa các thân mến nhá, với những quả loa súp 9 triệu này thì các bác cần sở hữu những con đẩy có công suất khoảng từ 800 đến 1000W trên một kênh thì nó sẽ cho ra chất âm hay nhất. 600 đánh là ok các bác nhé, nhưng 800 là tuyệt vời hơn. Đấy, còn những quả loa bát phai tổ này đúng không ạ, thì chắc chắn phải có 800W trở lên thì mới cho ra được chất âm hay các bác nhé, ok chưa. 800W một kênh, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 đúng không ạ, 1800, 2000, đấy 8 ohm các bác nhé, ok ạ. Cảm ơn các bác của anh em rất là nhiều. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm đúng không ạ, những quả loa súp hơi đơn HK Audio thì hãy alo cho em luôn qua các số máy. Các bác chỉ cần đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác cùng mọi người. Và em xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác cùng toàn thể quý anh chị em ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Đây loa full các bác nhé.